cứ tuần vui vẻ nha các bạn ơi. Hôm nay môn Việt sẽ chơi Ryoma. À thực ra anh chàng này có hai phong cách chơi trong phiên bản chiến trường 3.0. Một là hack hồi chiêu, hai là các bạn chơi mắc cấu rỉa. Mắc cấu rỉa dùng thần quang, hack hồi chiêu dùng ma tính. Khi hack hồi chiêu các bạn có thể chọc nhất kích tất sát hai phát vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cấu rỉa thì lại cũng rất đáng sợ với phong cách chơi truyền thống Ryoma, đó là phong cách chơi cấu rỉa anh em ơi. Hồ báo vậy. Murat ăn bùa đỏ, bịt ngay mở nghi nghi rồi anh em ơi. Rồi, được vài tốc biến anh em ơi, sau đó mới chọc chiêu 2, choáng. Giật bóng về kia, ganh rất sớm, nhưng mà không được cái gì. Mất nắm thóc, mất luôn cả nắm gạo anh em ơi. Buồn quá, thực sự là buồn. Các bạn không biết là Mô Việt biết đi mà. Rất nhiều anh em bảo rằng là Mô Việt không biết con tướng nào cả, chỉ biết KS thôi. Cái này thì cũng có đúng. Nhưng mà mình cũng có những con biết tướng biết chưa anh em ơi. Ai cũng có tướng tủ, bởi vì nhà ai cũng có cái tủ cả. Tủ lạnh, tủ tivi, tủ quần áo, tủ giày, tủ bếp, tủ vân vân. Rất nhiều tủ và nhà ai cũng có tủ. Clip D Butterfly biết mình à. Chắc bố Butterfly cũng theo dõi kênh Mobile Việt rồi. Chào bạn Butterfly nha. Chúc toàn thể anh em cuối tuần thật vui vẻ. Hôm nay Mô Việt tiếp tục làm video clip tặng chủ nhân nick bạn Hoàng Trần, nick Kumbi. Mình đã làm video clip và gắn bó nick này cũng khá lâu rồi. Chúc bạn có một ngày đặc biệt và luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ cộng với công việc ngày càng tốt hơn. Lắp tập lai đi xô đường mà gặp Ryoma thôi xong tắt điện. Có vẻ là bạn Murat hơi bị yêu mình rồi đấy. Lên ganh liên tục thế này, bạn không ăn bùa xanh, bạn lên ganh muôn liên tục thế này thì bùa xanh đâu mà sơi. Có lẽ là bị tìm mình cướp mất tiêu rồi. Đi Ryoma luôn là vị tướng đòi kỹ năng cao. Khi các bạn có khả năng chơi tốt Ryoma rồi thì các bạn sẽ thấy vô cùng thích vị tướng này, bởi vì nó là vị tướng có hồi chiêu cực nhanh, đặc biệt cả chiêu cuối anh em ơi. Đánh Ryoma thì anh em mình khuyên là không để tướng địch áp sát, các bạn hãy giữ khoảng cách để các bạn tung cái chiêu 2 làm sao được choáng tướng địch và các bạn sẽ tung combo chiêu cuối. Ở combo Ryoma thì vẫn dùng như xưa nha. Đầu tiên các bạn có thể chọc chiêu 2, sau đó các bạn đánh thường, rồi các bạn dùng chiêu cuối luôn. Là combo gọi là cơ bản nhất. Wow, không đủ đam, tiếc ghê. Chưa một anh em để giữ, nếu mà tướng địch có mà áp sát các bạn thì các bạn có thể lui về để giữ khoảng cách an toàn, đánh đồ tải. Thực sự con này mình thấy đánh cấu rỉa vô cùng khủng khiếp, đánh cực sướng luôn. Anh em chơi bét Ryoma là không phải nào mà áp sát tướng địch, mà các bạn phải giữ được khoảng cách, chỉ lao vào khi mà tiêu diệt được tướng địch thôi, xác định là đủ đam tiêu diệt anh em ơi. Mù đạt lại chết, cái tội ganh mình sớm. Ganh quá sớm mà phải chấp nhận kết cục lại bị thọt. Ấy hay quá, hay từ Slim quả là cực kỳ chí tử. Sắp tới Ryoma còn có trang phục bậc S nữa các bạn ơi. Một pha gánh nỗi của team bạn khiến team mình đánh ở lên đồng cực dễ luôn. Và điều đó đồng nghĩa với team bạn sẽ bị slowbo trận đấu này. Bởi vì thực ra Butterfly không có cửa ăn mình. Nó có cửa vét kìa, không xuống vét hơi phí nhở. Nhưng mình là xuống liếm mạng ầm ầm rồi. Team mình ở pha này các bạn ba người yếu máu, nhảy phát chết luôn. Đánh Butterfly để đánh hơi được vị trí giao tranh để đến vét mạng. Ensu có một pha gọi là ham mạng, ham bé valet quá kìa. Truy sát nè, một phát chết luôn.
Hình như bạn bạn Du mình không theo dõi kênh Mobile Mobile Việt, hơi buồn. Còn bé Alice thì đang làm mơ giữa ban ngày này, chắc là đang bàn chiến thuật với team rồi. Bạn ơi, bàn chiến thuật lâu vậy, tỉnh đi. À, hi hi. Khi team có sự fit không hề nhẹ hay là mất lợi thế bị ép, nhiều bạn sẽ chơi trò đó là bàn chiến thuật cực gắt với team. Đây là trích lời các game thủ nước ngoài khi trải nghiệm máy chủ Liverpool Việt Nam anh em ơi. Các bạn thừa biết là bạn Alice đứng lại làm gì rồi. Tôi xong rồi. Xích lát mông. Mỗi vị tướng trong phiên bản chiến trường 3.0 đều có khá nhiều cách sử dụng phù hiệu khác nhau, phù hợp với chất tướng, phù hợp với lối chơi. Chính vì vậy Mua Việt đưa ra khá nhiều phong cách phù hiệu để các bạn có thể tham khảo và thử áp dụng. Nếu phong cách nào phù hợp với các bạn nhất thì các bạn có thể sử dụng nha. Ma tính và thần quang đều rất thích hợp ấy và đủ đam anh em ơi. Các bạn hoàn toàn có thể dùng chiêu cuối tốc biến với Ryoma khi mà không đủ tầm. Trận này là 7 phút end game rồi anh em ơi. Buồn ghê. Chưa thể hiện cái trình độ best KS, à không, best Ryoma mà các bạn đầu hàng quá sớm. Chúc em cuối tuần vui vẻ nha. Video clip vừa biệt đến hết rồi. Xin chào các bạn, bye bye. Nếu bạn đang có nhu cầu một nick game Liquid Mobile để chơi cùng bạn bè, đừng ngần ngại đến với shopmobileviet.vn. Bởi vì nick ở đây vừa ngon vừa rẻ, uy tín thì do mình đảm bảo rồi. Chắc chắn 100% đổi mật khẩu và trắng thông tin. Trắng thông tin là anh em có thể điền được những thông tin như Gmail, số điện thoại các bạn vô và trở thành 100% nick của các bạn. Mua nick thì anh em có thể thử vận may nha. Hoặc là các bạn mua nick Liquid Mobile theo sở thích, chọn cái gì mua cái đó. Chọn theo giá tiền trên 10 triệu hoặc là các bạn có thể chọn giá tiền từ 50 đến 200k. Rất rẻ không anh em ơi. Và chọn có đánh gì đồng đến thách đấu hay là ngọc 90 hay không, hay đá quý không hay có. Ok, sau đó anh em ấn vào nút tìm kiếm nha. Cách đơn giản nhất chúng ta là tìm kiếm, học cách tìm kiếm anh em ơi. Rồi, giá chỉ từ 200k trở xuống thôi. 130k là league 23 tướng 14 trang phục. Rất rẻ phải không anh em ơi. Đó. Anh em có bao nhiêu đạn, có bao nhiêu k, có bao nhiêu tiền thì chọn cái league mình muốn mua. Như vậy hôm nay Mua Việt sẽ tặng một league để cho anh em xem video clip, gọi là tặng vui thôi. Ok, kích vào league muốn mua này. Chắc chắn league trắng thông tin anh em ơi. Và các bạn ấn nút mua ngay. Rồi bây giờ điền cái mã bảo vệ vô. Sau khi mua xong rồi, các bạn sẽ được chuyển đến cái tài khoản đã mua. Hoặc là nếu anh em chưa chuyển đến, các bạn có thể là quay vào phần lịch sử giao dịch. Hoặc ấn nút lịch sử ở phía trên cùng. Đều được nha anh em ơi. Đó. Bây giờ các bạn ấn vào nút check thông tin. Check thông tin xong rồi thì chắc chắn sẽ đúng tài khoản và mật khẩu nha. Bởi vì hệ thống nó tự check mà anh em ơi, nếu mà sai sẽ tự hoàn tiền dành cho các bạn, không phải lo đâu. Ok, đây là tài khoản và mật khẩu nha anh em ơi. Anh em là xem do video clip và xem đến đoạn này đầu tiên thì có thể là điền và lấy cái tài khoản này. Hoặc anh em có thể chơi là vòng quay liên quân VIP với 10k thôi. Hoặc là các bạn có thể là thử vận may 20k, 50k, 100k và sắp tới mình sẽ làm thử vận may 300k để các bạn thử cái độ hên xui để click tip. Ok, và có thể mua nick Free Fire và lên điện thoại sắp tới mình cũng úp nha anh em ơi. Nói chung là rất nhiều nick game để các bạn chơi game. Mình sẽ mua một nick 50k thưởng các bạn xem video clip. 50k thì các bạn tất nhiên mua nick thì phải random thì chúng ta phải chấp nhận hên xui rồi.
Tất nhiên 100% ác là chẳng thông tin đổi mật khẩu được. Đấy, cái đây đều chắc chắn nhá. 14 tướng trở lên anh em ơi, 60% ác VIP, 40% ác cùi. Các bạn sẽ chọn một nick bất kỳ để mua nha. Mình sẽ mua 2 nick đầu tiên để tặng anh em xem video clip này. Đời, nick này và mua ngay nha anh em ơi, điền mã bảo vệ vô. Xác nhận mua này. Tiếp tục mua nick nữa tặng anh em. 77066 này. 421. Ok. Các bạn có thể đến phần lịch sử giao dịch, sau đó các bạn check thông tin tại cái tài khoản vừa mua nha. Đó. Đây là tài khoản mật khẩu của link đầu tiên này. Tài khoản mật khẩu của link thứ hai này. Bây giờ mình sẽ thử đăng nhập vào cái link ở đầu tiên để xem là có bao nhiêu tướng trang phục cái độ hên xui của vô Việt như thế nào nha anh em ơi. Ok, đây là cái link mình vừa mua xong anh em ơi, có 2 quân huy. Và link này thì cũng đã 29 ngày không ai chơi rồi. Phải chỉnh lại các cái phù hiệu. Bỏ tay là bắt mình làm luôn anh em ơi. Wow, relic lên cao thủ nha anh em ơi. Nick rank cao thủ luôn. Chắc là chưa đấu hạng. Nếu mà đấu hạng thì nó chắc là tụt. Nhưng mà có đến 44 tướng và 54 trang phục anh em ơi. Có vẻ thấy là cũng khá là ngon đấy anh em ơi. Tướng và trang phục rất nhiều luôn. Đây, đầu hàng chắc chắn là bị tụt rồi. Xuống kim cương 2 và bắt đầu khởi động. Các bạn nhớ mua link ủng hộ Mua Việt nha. Sắp tới sẽ có dịch vụ lạp quân huy. Nhưng mà lạp quân huy sẽ chuyển sang một cái web khác. Bởi vì khi lạp quân huy thì phải có chiết khấu. Ok, và nếu mà anh em mua link có gặp những cái lỗi như là ảnh hưởng đến những link bạn đang chơi, lỗi này lỗi nọ, các bạn nhớ lên fanpage của shop ở phần cuối shop để được gửi tin nhắn, để được hỗ trợ nha anh em ơi.